Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ đưa bà tàu sân bay tới cửa ngõ Biển Đông, Trung Quốc dãy dụa khi Mỹ gây áp lực tối đa. Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Mỹ điều động ba tàu sân bay tới cửa ngõ Biển Đông, bước đi có vẻ nhằm mục đích gửi thông điệp đến Trung Quốc là sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực. Hải quân Mỹ cho biết hai nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Limit đã bắt đầu thực hiện chiến dịch huấn luyện tác chiến tại biển Philippines vào hôm Chủ nhật. Theo đó, hai nhóm tàu sẽ phối hợp huấn luyện năng lực phòng không trinh sát biển, tiếp vận oanh kích tầm xa phòng thủ trên không và các bài tập khác. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm phô trương năng lực độc nhất vô nhị của Hoa Kỳ trong việc triển khai và đồng thời nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay trong thời gian gấp rút. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cùng nhau tập luyện trong một kịch bản phức tạp. Chuẩn đô đốc Dow Brissimo, chỉ huy của nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt Group 9, nói khi làm việc cùng nhau trong môi trường này, chúng tôi sẽ cải thiện các kỹ năng chiến thuật của mình và sẵn sàng đối mặt với một khu vực ngày càng nhiều áp lực trong bối cảnh đại dịch virus Vũ Hán. Chuẩn đô đốc James Kitts, tư lệnh nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz Group Edwin nói rằng các chiến dịch phối hợp này thể hiện sự kiên cường và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân là một thông điệp mạnh mẽ thể hiện cam kết với an ninh và ổn định khu vực nhằm bảo vệ các quyền quan trọng gồm quyền tự do và sử dụng biển một cách hợp lý vì lợi ích của tất cả các quốc gia liên quan. Trong một sự kiện riêng rẽ nhưng xảy ra cùng thời gian, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan vốn có căn cứ tại Nhật Bản cũng thực hiện nhiệm vụ tại biển Philippines theo trang Quốc phòng Text and Forbes. Giới chức Mỹ không cho biết chính xác nhóm tàu này đang hoạt động ở đâu ở biển Philippines vào hôm Chúa Nhật cũng như hành trình tiếp theo sau đó. Tuy nhiên, eo biển Luzon giữa Đài Loan và Philippines được coi là cửa ngõ của biển Đông, khu vực đang có nhiều căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia. Giới quan sát đánh giá việc Mỹ bố trí 3 tàu sân bay cùng lúc ở cửa ngõ Biển Đông có thể khiến cho Trung Quốc lo ngại. Trước đó, phía Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích khi Mỹ điều 3 nhóm tàu sân bay này tới hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương. Bằng cách tập trung các tàu sân bay này, Mỹ đang cố gắng chứng minh cho cả khu vực và thậm chí cả thế giới rằng họ vẫn là một lực lượng hải quân hùng mạnh nhất khi họ có thể tiến vào biển Đông và đe dọa quân đội Trung Quốc trên các đảo Tây Sa, Nam Sa cũng như đưa tàu thuyền đi qua vùng biển gần đó, Mỹ có thể thực hiện chính trị bá quyền của mình. Hoàn cầu thời báo dẫn lời chuyên gia hải quân Li Ji ở Bắc Kinh đánh giá: Tây Sa và Nam Sa là cách mà Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đối tượng tranh chấp giữa các nước này một số quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Chuyên gia Li Ji cũng nói rằng Trung Quốc có thể đáp trả bằng việc triển khai các cuộc diễn tập hải quân trong vùng biển này cùng lúc với Mỹ. Cả thế ơ, việc trục xuất tàu Mỹ mà Trung Quốc tuyên bố hoàn toàn bịa đặt. Gần đây Trung Quốc không ngừng phô trương sức mạnh hải quân với các thông điệp mạnh nhằm vào Đài Loan và Mỹ, cũng như các quốc gia có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông. Về phía mình, dù đang đối phó với đại dịch virus Vũ Hán, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện thường xuyên tại khu vực này. Đây là đợt triển khai tàu hải quân hùng hậu nhất của Mỹ tại Thái Bình Dương kể từ năm 2017. Thời điểm Mỹ cũng huy động 3 đội tàu sân bay tới đây giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dâng cao. Tình hình Biển Đông đang diễn biến hết sức căng thẳng khi hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc liên tục có những động thái thể hiện sự quyết đoán hơn trong khi Mỹ quyết can dự mạnh hơn và ủng hộ lập trường của một số quốc gia. Thông tin về việc Trung Quốc thiết lập một vùng nhận diện phòng không ADIZ ở Biển Đông liên tục nổi, nổi lên, thể hiện tham vọng không chính đáng của Bắc Kinh tại vùng biển quan trọng này. Trong một động thái hiếm thấy, Mỹ đang triển khai 3 tàu sân bay tới vùng biển gần Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng. Hành động này được truyền thông nước là một lời cảnh báo đối với Trung Cộng phát biểu với tờ global times lisi chuyên gia hải quân tại bắc kinh cho rằng bằng cách tập trung các tàu sân bay này mỹ đang có ý định thể hiện với toàn khu vực thậm chí với cả thế giới rằng mỹ vẫn là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất khi mà các nước này có thể tiến vào biển đông và đe dọa các binh sĩ của trung cộng theo một bình luận từ philippines Công thư gần đây của Mỹ gửi Liên hợp quốc chứng tỏ Washington muốn đẩy tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và các bên liên quan lên nghị trình hàng đầu thời gian tới. Bà Jacqueline Joyce, giảng viên trường luật thuộc Đại học Philippines nhấn mạnh thời điểm công thư của Mỹ được gửi đi trùng với việc Philippines ngày 2 tháng 6 đình chỉ việc hủy thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA, cơ sở pháp lý cho sự hiện diện của quân đội. Mỹ tại nước này bà nói. Quyết định của Manila mở đường cho sự quay lại mạnh hơn của Mỹ trong khu vực. Lá thư của Mỹ là dấu hiệu cho thấy họ sẽ là một lần nữa tập trung vào biển Đông nhằm gửi thông điệp cho đông nam Á rằng Washington ủng hộ chống lại sự hùng hăng của Trung Cộng tại vùng biển này bà Jacqueline cũng nhấn mạnh cáo buộc về sự hung hăng của trung quốc trên biển được đặt vào bối cảnh căng thẳng chung với mỹ đó là một phần trong danh sách những than phiền về trung quốc liên quan đến các vấn đề tình báo tấn công mạng thương mại bất công và về đại dịch virus vũ hán khi gửi thư cho liên hợp quốc mỹ thực tế đã đặt tranh chấp biển đông trở thành vấn đề cần thảo luận Mỹ phản đối Trung Quốc về yêu sách quyền lịch sử cho rằng căn cứ vào các điều khoản Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, bao gồm các điều 5, 7, 4, 6, 4 7 của UNCLOS. Trung Quốc không thể vẽ đường cơ sở thẳng hay đường cơ sở quần đảo Đông Sa, Trung Sa, Hoàng Sa, Trường Sa và Bãi Cạn, Hoàng Nham. Tương tự yêu sách của Trung Quốc về cái gọi là Nam Hải trừ đảo Đông Sa, Trung Đa, Trung Sa, Hoàng Sa, Trường Sa nhằm nhóm tất cả các đảo giải rác này thành một thực thể chung để thiết lập các vùng nước nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, đặc quyền kinh tế thềm lục địa là phi pháp. Mỹ cũng cho rằng các thực thể tại Biển Đông không phải là đảo theo nghĩa Điều 121 của UNCLOS và bãi ngầm Malafis Trung Sa không phải là đối tượng của yêu sách chủ quyền. Ishmon Bunker, nhà nghiên cứu quốc phòng của tổ chức nghiên cứu Rand nổi tiếng tại Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể công bố EDIZ tại Biển Đông nếu đánh giá quan hệ với Washington ngày càng xấu đi. Những ngày gần đây, tin đồn về một kế hoạch lập EDIZ của Bắc Kinh bao lên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Xuất phát từ một bài báo của tờ South China, China Morning Post cho, trong đó dẫn một nguồn tin giấu tên nói Bắc Kinh đã có kế hoạch về ADIZ ở Biển Đông từ năm 2010, cùng thời điểm dự định lập ADIZ ở Biển Hoa Đông. Giáo sư về luật biển quốc tế James Kratka thuộc trường chiến tranh hải quân Mỹ nhận định rủi ro lớn nhất của ADIZ ở Biển Đông là sẽ có được sử dụng như một lý lẽ bổ sung cho đường chín đoạn phi pháp của Trung Quốc. Như thế ảnh hưởng lớn nhất sẽ mang tính chất địa chính trị chứ không phải là quân sự. Lần đầu tiên trong 3 năm trở lại đây, ba nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ cùng lúc tuần tra ở biển Thái Bình Dương. Cùng với đó là anh tạc cơ b một bệ và máy bay chính sát không người lái của Global Hawk cũng được huy động để làm nhiệm vụ trong khu vực. Sự xuất hiện của dàn lực lượng hùng hậu cả không quân và hải quân Mỹ mang tính chất dân đe đã làm Trung Quốc vô cùng tức tối. Hải quân Mỹ công bố hai chiếc tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt đang tuần tra ở vùng biển miền Tây Thái Bình Dương trong lúc chiếc USS Nimitz cùng với hải quân hộ tống rời cảng San Diego ở California ngày 8 tháng 6 đã có mặt ở phía đông. Ý định phô trương uy lực của hải quân Mỹ được thấy rõ qua việc quốc phòng không ngần ngại công bố hình ảnh về các hoạt động của nhóm tàu sân bay Mạng Twitter của Hải quân Mỹ đã liên tục đưa tin và đăng ảnh về các cuộc tập trận của hai chiếc Theodore Roosevelt và Ronald Reagan trên biển Philippines. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố hình ảnh về hoạt động của tàu sân bay Nimitz ở Thái Bình Dương. Như vậy, trong tổng số 3 trong 7 hàng không mẫu hạm đang hoạt động của Mỹ hiện tập trung ở Thái Bình Dương, 4 chiếc còn lại đang cập cảng để bảo dưỡng. Thực tế, tàu Roosevelt mới trở lại hoạt động từ ngày 4 tháng 6 sau khi trải qua nhiều tuần lễ neo tại đảo Guam do virus Vũ Hán chủng mới lây lan trên tàu trong tháng 3, khiến cho hơn 1.000 trong tổng số 4.900 thành viên thủy thủ đoàn nhiễm bệnh. Carlos Sadulo, hạm trưởng tàu USS Theodore Roosevelt nói trong một tuyên bố, chúng tôi đã cho tàu Theodore Roosevelt trở lại hoạt động trên biển như một biểu tượng của hy vọng và cảm hứng, cũng là cơ sở sức mạnh quốc gia. Tàu Reagan đã trở lại hoạt động từ cuối tháng 5 sau khi các thành viên thủy thử đoàn bị đặt trong diện hạn chế đi lại tại cảng nhà ở Nhật Bản để đảm bảo không còn ca nhiễm virus Vũ Hán. Số lượng hàng không mẫu hạm Mỹ cùng hiện diện ở một khu vực nhất định luôn bị giới hạn do các tàu được luân phiên bảo dưỡng huấn luyện hoặc tuần tra ở những vùng biển khác nhau. Việc triển khai cùng lúc ba nhóm tàu tác chiến tàu sân bay Mỹ tại châu Á, Thái Bình Dương được coi là động thái bất thường. Giới chuyên gia cho rằng nó thể hiện thông điệp dân đe được Washington gửi tới Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng xung quanh nguồn gốc của virus gây đại dịch cũng như cách ứng phó COVID-19 của Bắc Kinh. Việc Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh Hồng Kông và các động thái quân sự hóa đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông. Chuẩn đô đốc Stephen Kochler, chỉ huy chiến dịch thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii nói, các tàu sân bay cùng các nhóm tác chiến tàu sân bay rõ ràng là một biểu tượng cho sức mạnh hải quân Mỹ. Tôi thực sự hào hứng khi chúng tôi đang có 3 chiếc ở cùng một thời điểm hiện tại dù không nói rõ mục tiêu của việc triển khai nhưng chuẩn đô đốc Kowler ghi nhận tình trạng Trung Quốc đang quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông, bố trí trên các tên lửa và hệ thống chiến tác chiến điện tử trong bối cảnh các hoạt động của Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác có dấu hiệu chưa ngăn chặn được tham vọng của Bắc Kinh. Không chỉ nhằm phô diễn sức mạnh của quân đội Mỹ và gian đe Trung Quốc. Mỹ còn muốn phá vỡ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc của Bắc Kinh gần đây khi tuyên truyền rằng hải quân Mỹ đã bị virus corona đánh gục. Chuyên gia Colin Co bộ thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược tại Singapore nhận định sự hiện diện của các tàu sân bay Mỹ trên biển châu Á đã đi ngược lại với điều mà Trung Quốc mô tả là Mỹ bị áp lực khó khăn ở Thái Bình Dương. Bonnier Klasser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở tại Mỹ nhận định truyền thông Trung Quốc cho rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ suy giảm mạnh vì virus Vũ Hán. Dường như đợt triển khai này là thông điệp của Mỹ nhằm cảnh báo Trung Quốc đừng tính toán sai lầm. Với việc mỗi tàu mang theo hơn 60 máy bay thì đây là đợt triển khai hàng không mẫu hạm lớn nhất mà Mỹ thực hiện tại Thái Bình Dương kể từ năm 2017, thời điểm căng thẳng với Triều Tiên do các vấn đề hạt nhân. Cách đây 3 năm, Hải quân Mỹ đã triển khai đồng thời 3 hàng không mẫu hạm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chuyến thăm Đông Bắc Á và Đông Nam Á vào thượng tuần tháng 11 năm 2017 với hồ sơ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên nổi bật trong chương trình nghị sự. Hành động phô trương uy lực này được coi là một lời cảnh báo mạnh mẽ của Washington nhắm vào Bình Dương. Bình luận về việc phô trương uy lực lần này, chuẩn đô đốc Caller cho biết hàng chục tàu chiến đã làm nhiệm vụ trên Thái Bình Dương từ lâu, nhưng việc triển khai đồng thời ba nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ nhấn mạnh cam kết của Washington với khu vực. Ông nói khả năng hiện diện quân sự một cách mạnh mẽ là một phần của cuộc cạnh tranh tôi luôn nói với cấp dưới của mình rằng các bạn phải hiện diện để chiến thắng khi các bạn đang ở trong một cuộc tranh đua. Quan chức hải quân Mỹ cho rằng Mỹ sẽ không duy trì thực hiện cùng lúc của ba tàu sân bay ở châu Á Thái Bình Dương trong dài hạn, nhưng điều này cho thấy năng lực của Washington. Đó là điều chúng tôi có thể làm nếu muốn, ông nói thêm. Mỹ không chỉ gây sức ép với Trung Quốc ở trên biển mà còn gia tăng thị uy trên không bằng cách cho anh tập cơ hiện đại B-1B Lancer và trinh sát không trinh sát cơ không người lái Global House AQ-4 đến hoạt động ở Biển Đông và các khu vực khác tại Thái Bình Dương. Theo tin được kênh truyền hình Mỹ Fox News, tiết lộ hôm 10 tháng 6 vừa qua, không quân Mỹ đã xác nhận việc sử dụng phi đội máy bay ném bom B-1B chú đóng ở đảo Guam để hỗ trợ cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương trong các nhiệm vụ trên Biển Đông. Bên cạnh đó, phi cơ do thám hiện đại không người lái Global Hawks AQ-4 cũng được vận chuyển tới căn cứ không quân Yokota tại Nhật Bản nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động của Mỹ tại khu vực. Theo các ra, quân đội Mỹ tăng cường hoạt động trong khu vực để sẵn sàng đối phó với các hoạt động động thái của Trung Cộng ở Biển Đông lẫn vùng eo biển Đài Loan, nơi đồng minh của Mỹ đang gặp sức ép nặng nề từ Bắc Kinh. Tuần trước, một chiếc máy bay vận tải C-40 của Hải quân Mỹ đã bay qua đảo Đài Loan để tới Thái Lan, được Hải quân Mỹ mô tả như một chuyến bay logistics thường lệ. Chiếc máy bay này được điều hướng bay qua Đài Loan bởi trạm điều khiển không lưu của Đài Loan. Vào ngày 4 tháng 6, Hải quân Mỹ cũng đã cử một tàu khu trục tên lửa dẫn đường bằng qua eo biển Đài Loan ngăn cách hòn đảo này với Trung Quốc tại đại lục. Trung Quốc chắc chắn không thể im lặng trước màn phô diễn sức mạnh hoành tráng của Mỹ. Hôm chủ nhật vừa qua, tờ Hoàn cầu thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng tàu sân bay trên của Mỹ có thể đe dọa các binh sĩ của họ ở Biển Đông. Thời báo Hoàn cầu thời báo dẫn lời của Lý Kiệt, chuyên gia hàng hải của Bắc Kinh cho rằng, bằng việc tập hợp các tàu sân bay này Mỹ đang cố thể hiện trước khu vực và thậm chí cả thế giới rằng họ vẫn duy trì lực lượng hải quân mạnh nhất và họ có thể đi vào biển Đông và đe dọa binh sĩ Trung Quốc ở Tây Sa và Nam Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cùng lúc cho tàu thuyền bằng băng qua các vùng biển lân cận để Mỹ có thể thực hiện chính sách bá quyền. Bài viết trên cũng được đăng tải trên website bản tiếng Anh của quân đội Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh về các loại vũ khí mà quân đội nước này sẵn có và cho biết Bắc Kinh có thể tổ chức các cuộc tập trận để đáp trả phía Mỹ và phô diễn sức mạnh quân sự. Bài viết có đoạn Trung Quốc sở hữu nhiều vũ khí diệt hàng khẩu hạm như tên lửa đạn đạo chống hạm đồng phòng 21D và đồng phòng 26. Theo ông Trương Tuấn Xã, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hải quân Trung Quốc, lần gần nhất của Hải quân Mỹ đưa ba nhóm tàu sân bay tới Thái Bình Dương vào năm 2017. Dù hoạt động điều động này mang tính chất bất thường, nhưng nó không phải là chưa từng xảy ra nên cũng không thể gọi là diễn biến hoàn toàn mới đáng nói theo ông trường sự xuất hiện cùng lúc của ba nhóm tác chiến tàu sân bay đang chứng tỏ mỹ mất đi sự tự tin chuyên gia trung quốc cho rằng dường như mỹ lo ngại thế giới nghi ngờ về năng lực quân sự do đó hải quân mỹ quyết định điều động cùng lúc các nhóm tàu sân bay đến tây thái bình dương để phô trương sức mạnh đồng thời khẳng định với các quốc gia khác rằng năng lực chiến đấu của hải quân mỹ không hề bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus vũ hán Song ông Trương cho rằng trên thực tế, năng lực chiến đấu của các tàu sân bay Mỹ đang bị ảnh hưởng từ đại dịch. Bởi một số binh Mỹ, binh sĩ Mỹ mắc bệnh virus Vũ Hán vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và chưa thể trở lại vị trí làm việc trên tàu. Theo đó, chuyên gia Trung Quốc nhận định Mỹ chỉ đang tăng bốc về sức mạnh hải quân. Nói cách khác, việc điều động các nhóm tàu tác chiến sân bay tới Tây Thái Bình Dương là không thật sự cần thiết trong bối cảnh Mỹ vẫn đang gồng mình chống chọi với đại dịch virus Vũ Hán. Ngoài ra, Mỹ cũng phớt lờ việc công bố mức độ ảnh hưởng của đại dịch với lực lượng hải quân, không loại trừ hoạt động triển khai cùng lúc ba nhóm tác chiến tàu sân bay, dường như chỉ là đảm bảo vị thế an ninh của Mỹ trước hai đối thủ Nga và Trung Quốc. Cũng theo ông Trương khi mà Mỹ đang tìm mọi cách để khôi phục nền kinh tế bị tác động tiêu cực từ đại dịch và đất Vũ Hán. Quân đội trở thành trụ cột để Mỹ cạnh tranh với các quốc gia khác. Còn theo ông Ngụy Đồng Húc, một nhà phân tích quân sự ở Bắc Kinh, cả ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ được điều động tới khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương đều không xuất hiện gần Trung Quốc bởi hành động này có thể gửi đi tín hiệu cực kỳ nguy hiểm làm khuấy động căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, ông Ngụy cũng đặt ra khả năng Hải quân Mỹ có thể điều một nhóm tác chiến tàu sân bay hoạt động gần Trung Quốc. Cụ thể, một nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ có mặt tại Trung Quốc trong khi hai nhóm còn lại có thể hoạt động ở những vùng lân cận. Thông qua đó, Mỹ có thể để các nhóm tàu sân bay thường xuyên hiện diện gần cửa ngõ của Trung Quốc. Cũng theo ông Ngụy, phi đội máy bay hoạt động trên các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện giữ vai trò ngăn chặn Nói cách khác, Mỹ sẽ để các nhóm tàu sân bay hoạt động ở xa, trong khi sử dụng các tiêm kích đa nhiệm Boeing fe 18 ef Super Hornet hay tiêm kích tàng hình F-35C để phô trường sức mạnh. Do đó, để đối phó với Mỹ, Trung Quốc có thể phát triển các hệ thống cảnh báo tích hợp cả trên không, trên biển, trên đất liền. Điển hình, Trung Quốc có thể sử dụng các máy bay tiêm kích, máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm làm nhiệm vụ tuần tra. Khi phát hiện hành động khiêu khích từ Mỹ hoặc tiêm kích Mỹ lại gần không phận của Trung Quốc, quân đội Trung Quốc có thể điều động thêm các thực chiến chiến đấu cơ hiện đại lên đường để đánh chặn. Tuy nhiên, việc Mỹ sử dụng thêm các tiêm kích tàng hình F-35C là không thể loại bỏ. Do đó, Trung Quốc sẽ cần các công nghệ hiện đại hơn để phát hiện và theo dõi như radar chống tàng hình. Ngoài ra Trung Quốc cũng đang sở hữu hàng loạt vũ khí được cho là sát thủ diệt tàu sân bay như tên lửa đạn đạo chống hạm Đồng phòng 21D và Đồng Phong 26. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.